Hello, Trâm Trần chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trâm Trần Thu Thanh. Sau một đêm dã ngoại cực lực chơi hết mình về một nơi xa xa, sáng 18 tháng 4 năm 2021. Một đêm thức giấc vào buổi sáng trước hoàng hôn. Cả nhà ơi, biết Trâm Trần đi đâu không? Trâm Trần đi ra mộ của mẹ Trâm Trần để dâng lên bình hoa tới gia đình của Trâm Trần hái đem tặng mẹ. Đây là bình hoa của anh Sáu mình hái dâng lên cho mẹ, thì gồm có hoa hồng, hoa sứ, hoa sen, bông này bông gì, tigon, rất là nhiều bông, nhưng mà Trâm Trần quên tên hết trơn rồi. Chỉ có tấm lòng. Cài mất mẹ rồi, chanh lòng nhớ mẹ già khôn nguôi. Lời ru một khúa còn đâu nữa, đau đớn muôn trùng lệ mãi rơi. Hoa trắng khôn cài trên ngực này, con tim nức nở nhận niềm đau. Từ nay chẳng còn mẹ yêu dấu, mẹ đã xa rồi con khổ đau. Lòng tình thâm mẫu tử, con nguyện khắc ghi trọn đời. Thành tâm con nguyện kính nhân hương cầu, cầu cho mẫu tử luôn được thoát siêu phàm trần. Về nơi hồng ân tam bảo, hương trọn phước duyên, cả nhà ơi. Sau một đêm những cây sứ thầm lặng cùng gió cùng nắng, nhưng giờ chúng đang thầm lặng nở hoa, thầm lặng tỏa hương và thầm lặng đi sâu vào lòng người. Hoa sứ như biểu tượng thanh tao và đẹp đẽ, hoa sứ trắng, màu trắng của sự tinh khiết, màu trắng tinh khôi của đất trời, mùi hương nồng nàn nhưng cũng thật dễ chịu. Còn đây là hoa lài tây, có mùi thơm cuốn hút và dễ chịu. Cây khi ra hoa có màu trắng rất thơm, hương thơm của hoa lài nhẹ nhẹ bay khắp không gian, người ngửi cũng thấy khoan khoái và thoải mái. Có thể nói, nếu ai đã một lần đến nơi đây sẽ cảm được mùi hương của các loài hoa và không bao giờ quên được hương hoa của khu vườn này. Và mỗi loại hoa có mùi hương độc đáo từ nhị trực tiếp tỏ ra. Cả nhà cùng Trâm Trần khám phá hương hoa của khu vườn này nha. Đây là buổi đi picnic về quê dã ngoại vào buổi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, mang theo những tia nắng ấm áp cho cuộc sống làng quê bình dị, dân dã. Peter và Trâm Trần đã và đang ra vườn ngắm hoa. Mới thấy được ánh bình minh vừa ló dạng, mang theo những tia nắng ấm áp cho cuộc sống làng quê bình dị, dân dã. Trâm Trần thích nhất là đây, vào sáng sớm ngửi được hương hoa đồng nội,
từng đôi còi trắng trao liền trên bầu trời, mây trắng lững lờ trôi, những bông hoa đủ màu sắc bung nở, tỏa hương, làm ngất ngây cả một khu vườn, đủ loại hoa, như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Chỉ có ở làng quê, chúng ta mới thấy hết được cái thanh bình, thoang thoảng mùi hương đồng nội, gió cỏ rì rào. Được về quê, trong trái tim mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, cùng với một sự cảm nhận riêng của mỗi người. Quê tôi đẹp biết bao, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, yên bình, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Và bức tranh này còn đẹp hơn mỗi khi hoàng hôn buông xuống lúc chiều chiều. Chem Trần và Peter vừa đi đến đây đã nghe tiếng chim sáo hót và những chú gà gáy vang nghe thật vui tai. Mùi hương hoa đủ loại loan tỏa khắp cả khu vườn. Nơi đây không khí thật trong lành, thật sảng khoái, với mùi hương hoa lài, hoa nguyệt quế. Với mùi thơm đậm của hoa lài, nhất là về đêm khuya, nên một số văn nhân đem loài hoa này ví như kỹ nữ. Bởi vậy, hỏi sao Chem Trần và Peter sao mà thích về vườn như vậy? Cả nhà ơi, đây là hoa nguyệt quế, kia là hoa lài tẻ hoa nhỏ, sai mà thơm, nhiều tinh dầu được ưa chuộng hơn lài trâu hoa to, ít hoa mà không thơm. Đây là hoa nguyệt quế. Nếu ai đó hỏi tôi rằng hoa nào đẹp mà mang lại hương sắc cho đời, tôi trả lời rằng đó chính là hoa nguyệt quế, rất quyến rũ lòng người. Cả nhà ơi, đây là ao sen của vườn nhà Chem Trần. Hoa sen là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thanh cao và thuần khiết. Hoa sen đẹp giản dị, cao sang, lại mang nét dân dã như tâm hồn của con người Việt Nam. Hoa không chỉ đẹp mà hương lại rất thơm, mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, làm say đắm lòng người. Trong cuộc sống hàng ngày, hoa sen cũng rất gần gũi, thân thuộc với người dân Việt Nam. Hoa sen được dùng với nhiều mục đích khác nhau. Hương sen dùng để ướp chè, ngó sen dùng để làm món ăn, lá sen dùng để gói bánh. Trong Phật giáo, hoa sen cũng chiếm một vị trí quan trọng. Đến với bất cứ ngôi chùa nào, ta cũng sẽ thấy tượng Phật ngồi thiền thanh. Thank you.
gì mới được. Cả nhà ơi, trong tất cả thú vui tao nhã, có lẽ nghề chơi và huấn luyện chim cảnh là công phu nhất. Do đó, nếu thiếu đi niềm đam mê thì mấy ai hiểu được giọng điệu hỉ nộ của chúng. Trong giới nghệ thuật chơi chim, người ta phân chia chúng thành nhiều loại khác nhau như chim hót, chim chọi và chim nói. Nhưng chuộng nhất là chim hót. Chim Trần chào mọi người. Các bạn yêu thích Chim Trần nhớ bấm nút đăng ký kênh Chim Trần Thu Thanh. Hello. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị. Chim Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Chim Trần Thu Thanh. Bye bye mọi người. Bye. 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 Mời các bạn xem tiếp phần 8 về quê dã ngoại. Dance.